Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyển về Hàng Bông năm 2011, cô Ánh mang theo hy vọng đổi đời, trở thành một thị dân phố cổ. Nhưng suốt 13 năm nay, không một đêm nào cô thôi nỗi lo sợ sẽ bị chôn vùi trong chính căn nhà của mình. Giữa trưa, cô Nguyễn Ngọc Ánh, 55 tuổi, nằm co ro trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Nhà cô Ánh không có giường, chính xác là không có chỗ nào để kê vừa một chiếc giường tử tế. Nằm ở tầng 3, tầng cao nhất của khu tập thể Hàng Bông, đoạn ngã tư Hàng Bông giao với Phú Doãn, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Căn nhà rộng 16m2 có sổ đỏ theo giới thiệu của gia chủ, từng được định giá lên đến 120 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo mức giá này, tôi đang sống trong căn nhà tiền tỷ giữa trung tâm phố cổ, một bước ra Hồ Gươm. Hồi mới chuyển về đây tôi cũng nghĩ vậy, kỳ vọng một cuộc sống mới khác những ngày ở xa tích ngoại thành. Nhưng chỉ mất vài tháng để tôi nhận ra, thực ra chẳng ai muốn bước chân vào cái bể khổ này, cô Ánh nói. Để lên được nhà cô Ánh phải đi qua một con ngõ rộng chưa đến 1 mét. Những năm gần đây, ngõ này hiện đại hơn vì có hệ thống đèn tự động. Đi đến đâu, đèn sáng đến đó. Nhưng dù vậy, ánh sáng chỉ giúp người ta nhìn rõ hơn, phía trước là một ma trận. Hai lần rẽ trái, một lần rẽ phải, lên một đoạn cầu thang ngắn, rồi lên tiếp một đoạn cầu thang dài, rẽ phải lần cuối để đến nhà của cô Ánh. Chủ nhà đã quá quen với việc mỗi đồ đạc trong phòng tràn ra tận cửa. Đứng từ cửa chính, có thể nhãn một bước chân, ngồi gọn trên ghế ở phòng khách. Căn nhà 16m2 được gia đình cô Ánh chia thành 3 gác xếp. Mỗi mặt sàn rộng khoảng 5 ô gạch, chiều ngang chưa đến 2,5m2. Tầng 1 là phòng khách, bếp, kiêm chỗ ngủ của hai mẹ con. Tầng 2 là kho, không ở được, vì đây là cái ao chứa nước mỗi khi trời mưa, cô Ánh tả. Tầng 3 có phòng vệ sinh, một tét nước dung tích 1.000 lít. Đều là những món đồ chủ cũ đã để lại. Chính cô Ánh cũng không biết họ đã vận chuyển vào đây bằng cách nào. Trước đây, khu vực này là nơi ở của bố mẹ cô, nhưng hiện ông bà đã chuyển đi nơi khác nên cũng thành chỗ chứa đồ. Từ ngày bố mẹ tôi chuyển đi năm 2019, hai mẹ con tôi chỉ coi căn nhà này là nơi tá túc qua đêm. Cái bếp để mốc, hai tầng trên, có khi cả tuần trời không mò lên, cô Ánh cho biết. Không ở nhà nhiều, tối về, cô Ánh chỉ dọn dẹp qua loa rồi sẽ nằm thường trên ghế đợi con trai tăng làm vào lúc 22 giờ. Con trai cô 31 tuổi, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, hiện làm bảo vệ ca đêm cho một tòa nhà ở Hàng Bông, thu nhập 2,5 triệu một tháng. Hai mẹ con mỗi người một chỗ lăn ra ngủ ngay, tranh thủ được lúc nào chợp mắt lúc đó. Cái tĩnh lặng của đêm trong lòng phố cổ, theo lời cô Ánh, thỉnh thoảng lại bị xé nát bởi tiếng còi xe, tiếng dép lê dài lẹt quẹt của ai đó về muộn, tiếng đóng mở cửa, tiếng xối nước ào ào từng đợt từ nhà vệ sinh công cộng. Khó mà chợp mắt ngủ liền một giấc vì đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Nhà ở đây san sát nhau, ai làm gì cũng biết. Có khi nghe tiếng bước chân, cô cũng đoán được đó là bước chân của ai, vào lúc mấy giờ. Rất lâu rồi, hai mẹ con cô Ánh không có một giấc ngủ tử tế, nhất là khi căn nhà này mỗi ngày một xuống cấp. Chất lượng nhà ở tạm bợ, dưới mức cơ bản. Có đêm đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động mạnh, cô Ánh giật mình tỉnh dậy ôm con vì ám ảnh nỗi lo nhà sập, lo hai mẹ con bị chôn vùi trong chính căn nhà của mình bất cứ khi nào. Nếu đêm nào trời mưa thì cả đêm đấy sẽ thức trắng. Nước dột trên mái thấm qua tường khiến tầng 2, tầng 3 của căn nhà như cái ao chứa nước. Hai mẹ con sẽ căng bạt, lấy khăn, quần áo cũ trải khắp sàn để thấm nước. Nước mưa cứ đầy chậu, phải mang đi đổ ngay để hứng đợt mới. Nhiều lần tôi bật khóc vì quá mệt mỏi cảnh sống này, cô Ánh kể lại. Đến khoảng 3 giờ, cô Ánh sẽ nghe thấy tiếng lục đục, mở nắp thùng nước, tiếng múc nước, tiếng bác hàng xóm sát chết gọi con. Vậy mở khóa bơm nước đi. Vài ngày mới của mẹ con cô cũng bắt đầu. Nước ở đây khan hiếm, sống giữa nội đô phố cổ mà khát nước chẳng kém gì dân vùng cao. 3 giờ là giờ nhà máy bắt đầu bơm nước. Vì nhà ở khu tầng cao nhất, nước chảy rất chậm, nên những hộ dân ở tầng 3 của khu tập thể Hàng Bông thường phải dậy ngay khi có nước. Mất vài tiếng để nước đầy tét 1.000 lít. Cô Ánh tắt vòi rồi cũng dậy sửa soạn cho con đi làm. Dù có cố nằm ngủ cũng khó, vì từ 5 giờ thì mọi người đã lục đục dậy. Lại đủ thứ âm thanh hỗn tạp trong cái khu này, cô Ánh thở dài. Hơn 10 năm sống trong lòng phố cổ, đêm nào với cô cũng là một đêm dài. 70 người dùng chung một nhà vệ sinh xây từ thời Pháp. Khu tập thể Hàng Bông trước đây từng là một khách sạn cao cấp do người Pháp xây dựng. Về sau, khi đất nước mở cửa, toàn bộ khu này được chia làm hai phần. Phần trên là sàn nhảy của Tây, bên dưới là hợp tác xã. Trải qua gần một thế kỷ, khu tập thể hiện là nơi ở của hơn 10 hộ dân với các phần đất chia cắt không đồng bộ.
Người dân sống ở đây thường ở từ đời này qua đời khác, nhưng đa phần giờ chỉ còn lại người già vì giới trẻ không ai chịu nổi cảnh sống này. Toàn khu có gần 70 người, nhưng chỉ có một nhà tắm và một nhà vệ sinh từ thời Pháp. Nói là tự hoại, nhưng không có chế độ tự động mà phải dội nước. Có người không ý thức, dội bẩn hoặc không dội thì người vào sau phải chịu. Quy định của khu là mỗi người chỉ được sử dụng nhà vệ sinh 15 đến 20 phút vào buổi sáng và chiều tối. Cứ đến giờ cao điểm, lũ lượt người trong ngõ lại cầm khăn tắm, xà phòng, đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ tới lượt. Ngày nào cũng có cãi cọ, người đi lâu, người đi nhanh. Mùa hè muốn tắm sớm, hai ba bà phải rủ nhau tắm chung cho tiết kiệm thời gian. Có khi phải đến 12 giờ đêm mới được tắm, cô Ánh kể. Nhà cô Ánh có một nhà vệ sinh riêng, nhưng liên tục bị tắc cống. Đi vệ sinh hay tắm giặt cũng không thoát nước được. Mỗi lần như thế, cô Ánh lại mất vài triệu đồng để thông hút bể phốt, nên có cũng như không. Năm 2019, bố cô Ánh bất ngờ bị tai biến. Lúc đó ông đang nằm ở tầng 3. Cô Ánh kể, người ông cứng đơ lại, nằm thẳng ruột ở giữa sàn. Cô và mẹ ôm bố đi cấp cứu. Nhưng cầu thang gác xếp nhỏ quá, một người đi còn bị cọc đầu. Dù đổi tư thế nào cũng không thể đưa ông xuống được. Người tôi rung lên bần bật, lóng ngóng. Tôi không biết nên làm gì để cứu bố. Tôi sợ bố sẽ chết mất. Lúc đó, mẹ tôi bình tĩnh hơn, đã bảo, bé bố về lại chỗ cũ. Bà tự làm sơ cứu, để người bố giãn ra, nóng lên. Câu đầu tiên ông nói được là, cứu bố. Cô Ánh nhớ lại, bật khóc vì cùng cực. Sau cơn bão bệnh, bố mẹ cô chuyển về một căn nhà ở Bưởi, Lạc Long Quân, Hà Nội, sinh sống. Hàng ngày, cô Ánh bắt xe buýt về nhà chăm bố mẹ, nấu cơm cho con trai và tắm giặt vệ sinh ở đó. Đến tối, cô mới về lại căn nhà ở Hàng Bông, chỉ để ngủ. Hồi mới chuyển về đây, cô Ánh biết dân phố cổ không sướng, nhưng người ta bảo, ở trung tâm có thể hái ra tiền, nên cô vẫn nuôi hy vọng đổi đời. Khi đã trở thành một thị dân có số đỏ ở phố cổ Hà Nội, cô mới hiểu huyền thoại về sự khổ sở là có thật, và mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hóa ra, người ta bao đời cố bám rễ ở đây vì họ không thể thoát ra được. Họ cứ chờ đợi điều gì đó sẽ thay đổi, cô Ánh nói. Đã 25 năm, đề án di dân phố cổ của thành phố Hà Nội vẫn đang dở dang. Việc di dân là bởi lẽ, theo Tổng điều tra dân số lần thứ 5, mật độ dân số tại khu phố cổ là gần 40.000 người trên 1 km2. Con số này gấp 138 lần mật độ dân số toàn quốc. Theo kế hoạch, khu vực phố cổ nằm tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ phải di chuyển trên 6.500 hộ dân, tương đương khoảng 27.000 người. Điều đáng nói, nơi đây đã xây xong nhưng lại không có người đến ở. Ghi nhận 5 block nhà chung cư với quy mô cả nghìn căn hộ được xây dựng từ 2012. Trên vị trí 30 ha đất vàng, bám mặt đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, cỏ dại mọc cao lúc đầu người, rác thải vứt bừa bãi. Lối vào hầm để xe tại các tòa nhà đã được bịt kín bằng tôn. Cửa chính của các tòa nhà luôn trong tình trạng khóa chặt, nhiều hạng mục đã xuống cấp, vỡ nát, nhếch nhác. Dự án phục vụ việc giãn dân phố cổ giai đoạn 2 này hoàn thành hạ tầng tới giờ đã 10 năm vẫn không có người về ở. Không biết vì cái lý do gì mà người ta không về ở, chứ còn những cái tòa nhà như này cũng là điều mơ ước của rất nhiều người dân bình thường. Một sự lãng phí quá lớn cho xã hội. Ông Hoàng Quốc Phương, tổ 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội cho biết. Chính quyền cấp cơ sở cũng rơi vào tình cảnh bị động trong quản lý bảo trì tài sản hạ tầng. Càng khó hơn khi chính người dân của quận Long Biên thì phải di dời đi tái định cư ở quận huyện ngoại thành khác, trong khi quỹ nhà tái định cư ngay địa bàn vẫn bỏ không. Gọi là nghịch lý cũng được. Khi các tòa nhà tái định cư theo danh sách tái định cư của các hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì đã được giao, tuy nhiên các hộ dân chưa về. Như vậy chúng ta có thể khẳng định, một phần là các hộ dân được giao tái định cư cũng đã có các khu nhà ở khác hoặc tự lo chỗ ở. Việc người dân trên địa bàn quận Long Biên có quỹ nhà chưa sử dụng nhưng lại được giao đi tái định cư ở một địa bàn khác, đây là ý kiến của người dân trên địa bàn và chúng tôi phải giải thích rất nhiều. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.